Minh Xem, nhà đất mua bán Tiền Giang. Xin chào anh chị nha. Hôm nay Xem về xã Thanh Hòa của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một vườn sầu riêng có tổng diện tích là 2.300 m². Trước tiên để Xem giới thiệu sơ lược về diện tích con đường nha. Trước màn hình anh chị đang xem, đây là cái con gạch công cộng, gạch thoát nước nha anh chị, để trồng sầu riêng mình thoát nước và lấy nước vô ga luôn á. Còn đây là cái con đường, mà đường này thì vô đây lại là đường cùng. Tiếc một điều là hơi vậy nha, vô đây còn có hộ bên đây với một hộ mấy bên đây nữa. Còn đất mình thì tính từ cái vị trí này, từ đây ha, nghe tay em chỉ nè, nghe miếng gạo nè, ngang qua là 31 m, và phía sau mình nở hậu là 36 m, và cái cạnh này đi sâu vào là 70, còn cạnh phía bên kia là đi sâu vào 67 m. Nó còn hướng mình đi vô đất mình là hướng này nha anh chị. Từ đây mình ra đường lộ nhựa, khoảng 100 m là tới đường lộ nhựa. Nếu anh chị ghé mấy bên trái á, thì anh chị sẽ ra quốc lộ 1A, tầm khoảng 1,5 km là tới quốc lộ 1A nha. Và anh chị ghé xuống thị xã Cai Lậy nó là tầm khoảng 500 m nữa là tới ngay trung tâm của thị xã Cai Lậy luôn. Ngay đó có siêu thị Cấp Mắt, rồi điện máy xanh, rồi nói chung là có đầy đủ tiện ích ở đó luôn, ngay trung tâm của thị xã Cai Lậy mà. Còn nếu anh chị ghé mấy bên phải á, thì anh chị sẽ về tiến tánh của thị xã Cai Lậy. Từ ngay vị trí mà đất mình mà về tới tiến tánh thị xã Cai Lậy tầm khoảng 1 km là tới. Và cái thửa đất của mình, như nãy em đã nói, tính từ ngay cái mí đó ha, cái mí ganh ban đầu á, giờ mình đi ngang dài qua bên đây là 31 m. Và chiều sâu của mình á, có một cạnh là 70 và một cạnh là 67 m, phía sau mình nở hậu 36 m. Còn từ ngay cái vị trí mà em đang đứng đây về tới Ủy ban dân xã Thanh Hòa tầm khoảng 700-800 m gì đó. Ở đây là xẻo công cộng luôn nha anh chị. Giờ đây tới cái mí này là hết ngay vị trí đất mình, là mặt tiền là 31 m đó. Sát bên đất mình thì cũng có ngôi nhà, nóc thái cũng rất đẹp luôn nha anh chị. Nó còn đây là cái xây về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng nam. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi tầm khoảng cháy nắng của anh chị, tầm khoảng 39 phút, khoảng cách là chỉ có 28 km à. Còn nếu anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là khoảng 43 phút, khoảng cách chỉ có 33 km à. Anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây, em lấy điểm là bến xe miền Tây nha, mà mình về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 22 phút, khoảng cách chỉ có 76 km là tới. Nói vừa rồi em lên cái Google Maps cho anh chị mình xem cái khoảng cách. Rồi bây giờ để xem sẽ bước vào phía bên trong cho anh chị mình xem cái vườn sầu riêng ghi 6 nha. Chủ nói là khoảng trồng khoảng 50 gốc sầu riêng, loại sầu riêng là ghi 6. Nó giờ đây là sầu riêng của mình nè. Bên đây thì chủ có là một cái trại để phân thuốc đó. Nó để xem vô cái mí ganh tông cho anh chị mình xem, sau đó mình đi dài xuống dưới nha. Nó cái này thì chủ có gắn cái hệ thống tưới tiêu đồ hết rồi, anh chị nhìn thấy nè. Nó chủ nói hình như cái cơ đọt này nữa nè, là bắt đầu ra là ra qua luôn đó anh chị. Hết cơ đọt đó là ra qua, bắt đầu vô mùa sầu riêng anh chị ơi. Trong đất mình thì có hàng rào lưới B40
đầu hết rồi nha anh chị. Mảnh đất này vuông vức đẹp luôn chị, hình chủ nhật, một phía sau nở hậu nữa. Ngang là 31 m, phía sau mình nở hậu 36. Mình có một cạnh tính là mặt tiền nhìn vô. Cạnh mé bên trái là sâu vào 70, còn cạnh mé bên phải sâu vào 67. Tổng diện tích 2.300 m². Đó, sầu riêng xanh tốt luôn nè anh chị. Đó, em quay vòng cho anh chị xem. Hiện tại gia chủ kêu cái mảnh này giá là 700 triệu cho 1.000 m². Tức là cái mảnh đất của mình khoảng 2.300 m², tầm khoảng 1.6 tỷ đó anh chị. Nếu như anh chị nào mà quan tâm tới cái mảnh vườn sầu riêng này, anh chị mua về làm vườn hoặc cất nhà gì cũng được nha, thì liên hệ cho xem theo số điện thoại là 0395454645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem cái vườn sầu riêng thật là xanh tốt này luôn. Đó. Được thì anh chị gặp chủ đất để thương lượng thêm gì giá cả, được thì anh chị mua anh chị ơi. Chứ nếu mà vườn sầu riêng như thế này thì giá 700 triệu là em thấy cũng hợp lý nữa anh chị ơi. Tại sầu riêng rất là tốt. Này mình có vốn mình mua, mình để vài năm cái mình lấy vốn lại. Nếu mình về đây mình cất nhà ở cũng ngon. Mình chỉ cách đường ô tô chỉ có 100 m thôi. Còn hiện tại trong đất mình thì ô tô chưa vào tới được. Mà kế bên mình cũng người ta cũng có trồng sầu riêng nữa. Anh chị nào chưa biết làm sầu riêng á thì về đây người ta cũng hàng xóm của mình á, người ta chỉ cái kỹ thuật trồng sầu riêng. Sau này anh chị sẽ làm gành luôn á. Anh chị nào lần đầu ghé Xâm Kinh mua bán Tiền Giang, sau này sẽ đổi thành nhà đất Minh Xem Tiền Giang, thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và anh chị nhấn chuông thông báo. Minh Xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn sầu riêng quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Nếu anh chị nào thấy phù hợp mảnh nào thì anh chị alo cho xem. Xem dẫn anh chị đến gặp trực tiếp chủ đất để nói chuyện thêm gì giá cả luôn nha anh chị. Đó, mình đi xuống tới cái mía đó, cũng có hàng gạo lưới B40 hết rồi. Chủ đã làm hết luôn rồi. Đây, anh chị thấy ha, tới mía đó. Đó, dài ra phía sau hậu của mình là cái bề ngang là 36 m. Đó, còn bên đây mình cũng có làm gạo được hết luôn rồi. Giá chỉ có 700 triệu cho 1.000 m². Hết mảnh đất của mình luôn là 2.300 m², tầm khoảng 1.6 tỷ. 1.610 tỷ anh chị ơi. Nhưng mà giá này anh chị còn vừa gặp chủ đất để nói chuyện thêm gì giá cả nữa nha anh chị. Đó, trong đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Còn xung quanh đây thì xem quan sát bên ngoài thì cũng không có thấy nha anh chị. Đất mình thì cao gáo. Cái mưa cái ao thì có một tí nhỏ nhỏ xíu à. Mà cái mô sầu riêng mình rất là cao luôn nè. So ra cái mảnh này nó cao lắm nha anh chị. Đất này trồng sầu riêng rất là phù hợp luôn. Nhưng mà mấy ao này sau này anh chị về có thể thả cá mình nuôi như này cũng được. Rồi anh chị, nếu mà anh chị cất nhà, anh chị cất cái đoạn này lên kế bên nhà hàng xóm của mình. Có nhà hàng xóm mình luôn. Đó, sầu riêng chủ nói cái vườn này 7 năm tuổi rồi nha anh chị. Vườn sầu riêng tươi tốt luôn. Đó, bên đây cũng ao nữa nè.
Nói ha, đây nhìn ra hướng ra mặt tiền cái ngôi nhà đẹp đẹp của mình. Đó anh chị thấy ha, nhà hàng xóm mình sát bên luôn. Sau này anh chị làm hàng xóm với nhà này, mặt tiền quay về hướng đất mình luôn. Sau này mình cất nhà mình cũng xây về hướng ngôi nhà đó luôn. Nhìn thấy cũng đẹp. Đất mình thì ranh giới đồ có rõ ràng hết rồi. Mình có thằng rào lưới B40. Còn bên đây thì nó thì đó bị gì á, chết hết ba gốc. Chủ mới dầm loại cây mới á. Sao ăn hả anh? Nó còn cái hệ thống tưới tiêu nè, anh chị coi nè, chủ có gắn hết luôn rồi nè. Nó gì anh chị chỉ bật motor lên. Rồi cái hệ thống tưới tự động sẽ tưới à, anh chị không cần phải kéo ống. Mà để đi tưới như hồi xưa nữa nha anh chị. Khoảng 50 gốc rồi sầu riêng, loại ghi 6. Anh chị về cái qua năm cái anh chị để tái là có quyền lợi liền luôn. Thế cuối mùa này là để rồi chứ, cơ đọt này là để tái được rồi nè. Rồi nếu giá hết đất luôn thì tầm khoảng 1 tỷ 610 triệu. Nếu như anh chị nào mà quan tâm tới cái vườn sầu riêng này thì anh chị alo cho xem nha. Rồi còn bây giờ thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo ha. Rồi em xin chào anh chị.